Chào mừng các bạn đã đến với Top 5 tủ lạnh bán chạy nhất năm 2023 tại Điện Máy Xanh. Khởi đầu cho danh sách ngày hôm nay là chiếc tủ lạnh Aqua Inverter 189 lít AQR T220 FAFB ở vị trí thứ 5, thuộc phân khúc giá rẻ, dễ tiếp cận. Đây là một chiếc tủ lạnh ngon, bổ dành cho các bạn sinh viên đang ở ghép hoặc những cặp vợ chồng mới cưới vừa dọn ra ở riêng, chưa có nhu cầu nấu nướng nhiều vì có dung tích sử dụng không quá lớn, tủ khá nhỏ gọn và phù hợp đặt tại các không gian ít diện tích. Điểm sáng giá của mẫu tủ lạnh này đó là tuy thuộc phân khúc giá rẻ, nhưng tủ vẫn được trang bị công nghệ Twin Inverter tiết kiệm điện năng hiệu quả. Cùng với đó, công nghệ làm lạnh gián tiếp kết hợp luồng gió lạnh đa chiều cũng hỗ trợ bảo quản thực phẩm tươi ngon và được làm lạnh đồng đều khắp các ngăn tủ với các không gian bên trong được phân bố rộng rãi. Công nghệ DioFresh sử dụng phân tử bạc Ag+ để khử đi mùi hôi, tiêu diệt vi khuẩn tại khu vực ngăn tủ. Đứng ở vị trí thứ tư là mẫu tủ lạnh Samsung Inverter 208 lít RT20HAR 8DBU SV. Mẫu tủ lạnh ở vị trí thứ tư này cũng là một mẫu tủ lạnh phù hợp cho gia đình ít thành viên, chỉ có nhu cầu giữ trữ thực phẩm cơ bản và muốn tối ưu chi phí trong việc mua sắm tủ lạnh. Mặt cửa tủ là kim loại phủ sơn bóng, giá gương tạo cho không gian đặt tủ thêm phần sang trọng và sáng sủa, có dung tích và giá thành dễ tiếp cận. Sản phẩm vẫn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến như tấm giữ nhiệt càng đông Mr. Cool Pack duy trì hơi lạnh đến 12 tiếng sau khi mất điện và bộ lọc than hoạt tính, công nghệ làm lạnh đa chiều, khí lạnh lan tỏa đều từng ngăn tủ, giúp thực phẩm nhận đủ hơi lạnh và tươi ngon hơn. Tích hợp công nghệ Digital Inverter giúp máy hoạt động êm ái và tiết kiệm điện năng một cách tối ưu nhất với thời gian bảo hành lên đến 20 năm. Không thể không xuất hiện, LG là thương hiệu tiếp theo được gọi tên với một chiếc tủ lạnh LG Inverter 266 lít GV-B262-WB. Tại dòng này thì ngoài phiên bản 266 lít, LG còn cho ra mắt phiên bản dung tích 217 lít cho những ai có ít nhu cầu sử dụng hoặc muốn tiết kiệm không gian và chi phí hơn. Với dung tích 266 lít, chiếc tủ lạnh LG này có thể đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình từ 2 đến 3 người hoặc những ai đang sống một mình nhưng lại có nhu cầu bảo quản số lượng lớn thực phẩm để có thể dùng được cả tuần. Tổng thể ngoại hình tủ mang một màu đen khá đơn giản, kết hợp với phần rìa màu bạc tại tay nắm cửa làm điểm nhấn. Tuy thuộc phân khúc giá rẻ, thế nhưng tủ vẫn được trang bị đầy đủ các công nghệ hiện đại của LG, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chẳng hạn như về phần bảo quản thực phẩm, tủ trang bị công nghệ bảo quản thực phẩm Linear Cooling có khả năng duy trì nhiệt độ dao động ở mức biên độ 0,5 độ C, giúp cho thực phẩm duy trì được độ tươi ngon và hương vị. Luồng khí lạnh bên trong tủ cũng được lan tỏa đồng đều mọi ngõ ngách, hạn chế ôi thiêu vì không đủ độ lạnh. Nhờ vào công nghệ làm lạnh đa chiều, bộ lọc than hoạt tính lọc sạch được mùi hôi tồn đọng bên trong tủ do thực phẩm lâu ngày gây ra, mang đến một không gian tủ sạch khuẩn an toàn. Công nghệ Smart Inverter với khả năng điều chỉnh máy nén để duy trì nhiệt độ ổn định bên trong tủ lạnh, mang lại hiệu quả tiết kiệm điện và giảm thiểu độ ồn. Đặc biệt, tủ còn có hộp đá xoay di động thuận tiện điều chỉnh, thích hợp cho những ai yêu thích uống nước đá. Vị trí áo quần trong danh sách thuộc về tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22-VU-UKG. Chiếc tủ lạnh Toshiba này còn có một phiên bản khác màu xám đậm với dung tích là 253 lít. Nếu như bạn đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh giá rẻ, kích thước nhỏ gọn, có sở hữu ngăn đông mềm, chắc hẳn đây là mẫu tủ lạnh mà bạn khó có thể bỏ qua. Sở hữu công nghệ làm lạnh vòng cung đảm bảo hơi lạnh lan tỏa đồng đều và toàn diện đến mọi ngóc ngách bên trong tủ. Thực phẩm bên trong tủ lạnh Toshiba luôn được giữ ở mức nhiệt độ lý tưởng, tạo sự tươi ngon trọn vẹn. Kết hợp cùng công nghệ Ag+ Bio với màng lọc chứa phân tử carbon và chất xúc tác enzyme, không gian bên trong tủ được kháng khuẩn và loại bỏ tối đa các mùi hôi khó chịu. Một ưu điểm phải nhắc đến chính là ngăn cốc đông mềm Ultra Cooling Zone âm 1 độ C, bảo quản thực phẩm tươi sống như thịt, cá, v.v. luôn tươi ngon, có thể chế biến ngay mà không phải chờ đợi rã đông. Được tích hợp công nghệ Inverter, chiếc tủ lạnh Toshiba này không chỉ vận hành êm ái, bền bỉ, duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định, mà còn có khả năng tiết kiệm điện hàng tháng cho gia đình. Samsung có lẽ là một trong những cái tên được yêu thích nhất tại Điện Máy Xanh, khi một lần nữa, cái tên Samsung lại được xuất hiện trong danh sách tại vị trí quán quân. Tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít RT22M4032BISV. Bên cạnh dung tích 236 lít, ở dòng này, Samsung còn cho ra mắt các phiên bản có dung tích khác là 256 lít, cùng với màu sắc là đen và nâu. Một trong những điều khiến cho chiếc tủ lạnh này trở thành mẫu tủ lạnh được ưu chuộng nhất, có lẽ nhờ vào mức giá dễ tiếp cận,
nhưng có ngăn đông mềm. Chính vì vậy mà các cặp vợ chồng mới cưới hoặc vừa mới có con nhỏ sẽ vô cùng phù hợp với mẫu tủ lạnh này. Sở hữu lớp vỏ thuộc tông màu nâu lạ mắt, đây là mẫu tủ lạnh hứa hẹn tạo nên vẻ độc đáo cho không gian bếp nhà bạn. Công nghệ làm lạnh vòm All Round Cooling đưa hơi lạnh khắp mọi ngõ ngách trong tủ, giúp kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm dù đặt ở ngăn tủ nào. Đồng thời, bộ lọc than hoạt tính Deodorizer làm ức chế hoạt động và tiêu diệt hầu hết vi khuẩn gây hại, giảm thiểu các mùi hôi khó chịu, giúp giữ trọn vị ngon của thực phẩm. Tủ được trang bị ngăn đông mềm Optimal Fresh Zone âm 1 độ C, có công dụng bảo quản thịt cá tươi ngon cũng như không cần rã đông thực phẩm trước khi chế biến như ngăn đông thông thường. Công nghệ Digital Inverter cũng sẽ làm người tiêu dùng hài lòng nhờ vào khả năng tiết kiệm điện lẫn vận hành êm ái. Vừa rồi là top 5 tủ lạnh bán chạy nhất năm 2023 tại Điểm Hết Xanh. Sau khi nghe qua danh sách vừa rồi, liệu bạn đã chọn được mẫu tủ lạnh ưng ý chưa? Hãy nhanh tay truy cập vào trang web điểmhetxanh.com để được tư vấn, đặt hàng và giao hàng miễn phí nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau.